Pháp tính vốn như vậy, làm sao có thể xả pháp hay phi pháp? Phật dạy, Lăng Già Vương, ông không thấy sự tám hại vô thường của các vật như bình, vân vân hay sao? Phảng phu thấy những pháp ấy liền sinh phân biệt. Ông không biết sự khác nhau giữa pháp và phi pháp sao? Đấy là do phảng phu phân biệt, không phải là cái thấy của bậc chứng trí. Phàm phu sa vào sự phân biệt tướng các bậc đã chứng thì không thế. Này Lăng Già Vương, như khi thiêu đốt cung điện vườn rừng, thấy các ngọn lửa, tính lửa vẫn là một, nhưng do sức cháy của các nơi phát ra ngọn lửa, mà lửa có dài ngắn to nhỏ khác nhau. Sao ông không biết tướng sai biệt giữa pháp và phi pháp? Này Lăng Già Vương, như một hạt giống sinh mộng, thân nhỏ, cành lá cho đến hoa quả sai biệt vô cùng, ngoại pháp như thế, nội pháp cũng vậy. Do vô minh làm duyên sinh uẩn, giới xứ cũng hết thảy pháp trong ba cõi. Thọ sinh vào các đường có khổ lạc tốt xấu, nói, im, đi, nghỉ đều khác nhau. Lại như tướng của các thứ chỉ là một, song theo cảnh giới mà có trên, giữa, dưới, quế, sạch, thiện, ác, vân vân không đồng. Này Lăng Già Vương, không những các pháp như trên có sai biệt, mà các bậc tu hành khi tu quán hạnh cũng thấy trong các hạnh nội chứng của mình có các tướng sai biệt. Huống chi pháp với phi pháp mà không phân biệt hay sao? Này Lăng Già Vương, pháp của phi pháp khác nhau, nên biết đấy là do phân biệt các tướng mà ra. Lăng Già Vương, pháp là gì? Ấy là những pháp mà nhị thường ngoại đạo do hư vọng phân biệt cho là có thật, làm nhân cho các pháp. Những pháp như vậy cần phải xa lìa, chớ nắm giữ tướng để sinh phân biệt. Thấy các pháp do tự tâm biến mà cho là thật, thấy được pháp tính của tự tâm ấy gọi là không chấp trước các vật như cái bình, vân vân, mà phàm phu chấp vốn không tự tính. Những người tu quán hạnh lấy tỳ bát xá na quán như thật quán sát, gọi là xả các pháp. Này Lăng Già Vương, phi pháp là gì? Ấy là các pháp không có tự tính, không tướng lìa phân biệt. Người thấy như thật thì cảnh giới dù có dù không đều không khỏi quan niệm, ấy gọi là xả phi pháp. Lại nữa, phi pháp ấy là như sừng thỏ, con của thạch nữ, vân vân, đều không tính, không tướng, không thể phân biệt, cần phải xa lìa. Phi pháp này tuy không tính, không tướng mà thế gian vẫn có danh tử, không phải như cái bình, vân vân có thể cầm nắm. Các pháp có tướng phân biệt như bình và không tướng như lông rùa đều phải xả bỏ, ấy gọi là xả pháp cùng xả phi pháp. Lăng Già Vương, những chỗ ông hỏi trước ta đã nói xong. Này Lăng Già Vương, cái quá khứ ông nói đó chỉ là phân biệt, vị lai cũng là phân biệt, vì ta hiện tại cũng như các đức Như Lai kia. Lăng Già Vương, pháp của chư Phật nói đều xa lìa phân biệt, đã ra khỏi hết thảy hí luận, không như sắc tướng có thể phân biệt, chỉ có trí mới chứng nhập được mà thôi. Chính vì muốn cho chúng sinh an vui mà chư Như Lai mới diễn nói pháp, dùng trí vô tướng mà nói gọi là Như Lai. Bởi đức Như Lai lấy trí làm thể, lấy trí làm thân, nên Như Lai không phân biệt, cũng không thể bị phân biệt. Không thể lấy tướng ngã nhân chúng sinh mà phân biệt Như Lai. Vì sao? Bởi vì ý thức do cảnh mà khởi, rồi bám lấy sắc hình tướng, cho nên Như Lai xa lìa năng phân biệt, cũng như sở phân biệt. Này Lăng Già Vương, thí như chúng sinh trong bức tranh màu trên vách không có giác tri, chúng sinh ở thế gian cũng vậy, không có nghiệp báo Phật pháp, pháp Phật cũng thế, không có nghe, không có nói. Này Lăng Già Vương, chúng sinh ở thế gian cũng như cảnh biến hóa, phàm phu ngoại đạo không thấu đạt nghĩa này. Lăng Già Vương, thấy được như thế gọi là chính kiến, thấy khác gọi là phân biệt kiến. Vì phân biệt nên bám giữ nhị nghĩa. Lăng Già Vương này, ví như có người tự thấy bóng mình trong gương nước dưới ánh trăng, nghe tiếng mình âm hưởng trong hang núi, bèn sinh phân biệt mà khởi sự bám víu. Đây cũng vậy, pháp phi pháp chỉ là phân biệt, vì phân biệt nên không thể xa lìa, chỉ tăng trưởng hư vọng, không được an tĩnh. An tĩnh ấy nghĩa là nhất duyên, nhất duyên ấy là tam muội tối thắng, từ đó có thể phát sinh thánh trí tự chứng, lấy Như Lai tạng làm cảnh giới. Chương 2, thực hành tất cả pháp. Tiết 1, Đại Huệ Bồ Tát cùng Ma Ha Bồ Tát, Ma Đế Bồ Tát, những vị đã viếng các cõi Phật. Bấy giờ nương uy thần Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, chật vai áo bên phải, quỳ gối phải, quỳ xuống đất,
chắp tay hướng Phật cung kính nói bài tụng: Thế gian lìa sinh diệt, như hoa đốm hư không, trí không chấp có không, hương khởi tâm đại bi, vạn pháp đều như huyễn, xa lìa tâm và thức. Trí không chấp có không, hương khởi tâm đại bi, thế gian thường như mộng, xa lìa cả đoạn thường. Trí không chấp hữu vô, hương khởi tâm đại bi, không có Phật niết bàn, không niết bàn cho Phật, lìa biết và bị biết, lìa hữu cùng phi hữu. Pháp thân như huyễn mộng, có gì để ngợi khen, biết vô tính vô sinh, ấy mới là khen Phật. Phật không căn cảnh tướng, không thấy là thấy Phật, làm sao trước Mâu Ni mà khởi sự khen chê. Ai ở trước Mâu Ni sinh thanh tịnh, sinh thanh tịnh xa lìa, kẻ ấy đời này sau lìa chấp không chỗ thấy. Nói kệ tán Phật xong, Đại Huệ Bồ Tát tự xưng tên: Con tên là Đại Huệ, thông đạt Pháp Đại Thừa, xin đem trăm tám nghĩa kính hỏi đấng vô thượng. Nghe lời ấy, đấng thế gian già nhìn các hội chúng rồi dạy rằng: Các ngươi hàng con Phật, nay cứ tự do hỏi, ta sẽ nói cho ngươi, cảnh giới đã tự chứng. Được Phật chấp thuận, Đại Huệ Bồ Tát đảnh lễ dưới chân ngài xong, thưa hỏi bằng kệ tụng như sau: Do đâu suy lường sinh, làm sao sạch suy lường? Do đâu mê hoặc sinh, làm sao hết mê hoặc? Sao gọi là Phật tử cùng thứ lớp vô ảnh? Do đâu hóa cõi nước, các tướng và ngoại đạo? Giải thoát đến nơi nào, ai bị trói ai mở? Cảnh giới thiền ra sao, tại sao có ba thừa? Nhân duyên gì sinh pháp, cái gì nhân gì quả? Hai nói liều bốn nghĩa, do đâu các cõi sinh? Sao gọi vô định sắc, sao gọi diệt tận định? Thế nào là tưởng diệt, làm sao từ định giác? Làm sao sinh hoạt động, thân đi đứng nắm giữ? Làm sao thấy sự vật, làm sao vào các địa? Làm sao có Phật tử, ai phá được ba cõi? Ở đâu thân ra sao, sinh và trú như nào? Làm sao đặng thần thông, tự tại và chính định? Tần tam muội ra sao, nguyện Phật vì con nói. Sao gọi là tàng thức, sao gọi là ý thức? Làm sao các kiến khởi, làm sao các kiến diệt? Tính phi tính là gì? Vì sao nói duy tâm? Vì sao kiến tướng, kiến lập tướng? Sao gọi là vô ngã? Sao là không chúng sinh? Sao là tùy tục nói? Làm sao đẻ khỏi khởi? Thượng kiến và đoạn kiến, sao Phật cùng ngoại đạo? Tướng vốn không khác nhau, làm sao đời vị lai? Có các bộ phái sinh, sao gọi là tính không? Sao gọi sát na diệt? Thai tạng từ đâu sinh? Sao thế gian bất động? Vì sao bảo cuộc đời như huyễn lại như mộng, như thành càn thát bà, như ánh nước sa mạc, như vừng trăng đáy nước? Bồ đề phần là sao? Giác phần từ đâu khởi? Vì sao cõi nước loạn? Vì sao hữu kiến sinh? Làm sao biết thế pháp? Làm sao lìa văn tự? Sao là như không hoa, không sinh cũng không diệt? Chân như có mấy loại, độ tâm có mấy loại? Sao là như hư không? Sao là lìa phân biệt và thứ tự các địa? Sao là được vô ảnh? Sao là hai vô ngã? Sao là hết sở chi? Thánh trí có mấy loại? Có mấy loại giới pháp Phật chế cho chúng sinh? Ngọc báu rồng tôn quý từ đâu mà xuất hiện? Ai sinh ra ngôn ngữ, chúng sinh và các Phật, năm minh và kỹ thuật? Ai làm cho sáng tỏ? Kệ tụng có mấy loại, trường hàng có mấy thứ, đạo lý mấy bất đồng, giải thích bao sai biệt? Ăn uống ấy ai làm, ái dục vì sao khởi? Sao gọi chuyển luân vương, cho đến các tiểu vương, làm sao vua giữ nước? Chúng trời có mấy loại, đất mặt trời trăng sao? Các thứ ấy thế nào, giải thoát có mấy loại? Mấy loại thầy tu hành, sao gọi A Xà Lê, đệ tử bao nhiêu hạng? Như Lai có mấy loại? Chuyện tiền thân ra sao? Chúng ma và dị giáo, mỗi thứ có bao nhiêu? Tự tính bao sai biệt, tâm có bao nhiêu loại? Giả lập nghĩa là gì? Xin Phật giải thích cho. Từ đâu sinh mây gió, niệm trí vì sao có? Bụi bờ cây hàng lớp, các thứ ấy ai làm? Những thú vật voi ngựa, nhân gì bị bắt giữ? Sao có người hèn xấu?
Xin Phật giải cho con, sao gọi là sáu thời, nhất xiển đè do đâu, gái trai và bất nam do đâu mà sinh khởi, sao là tu tiến bộ, sao là tu thụt lùi. Thầy Du Già mấy hạ dạy người tu pháp ấy, chúng sinh sinh các đường, hình sắc tướng ra sao, giàu có rất an ổn, ấy là do nhân gì? Sao có dòng Thích Ca, sao có dòng Cam Giá, tiền nhân khổ hạnh lâu, ấy do ai chỉ giáo? Làm sao Phật Thế Tôn hiện thân khắp các cõi, các chúng Phật tử vây quanh đủ các loài sai biệt. Vì sao không ăn thịt, nhân gì dạy bỏ thịt? Các chúng sinh ăn thịt, do nhân gì mà ăn? Sao có các cõi nước trông như hình mặt trời, trông như hình trời trăng, tu di và hoa sen, chữ vạn tượng sư tử? Sao có các cõi nước như lưới trời đế thích, lật úp hoặc nằm nghiêng mà thành các món báu? Sao có các cõi nước như nhật nguyệt không dơ, hoặc như hình hoa quả, ống sáo trống eo nhỏ? Phật biến hóa là gì và Phật dị thục sinh, cùng Phật chân như trí, xin giải thích cho con. Vì sao ở dục giới không thành đẳng chính giác, sao ở sắc cứu cánh lìa nhiễm được trí tuệ? Ai sẽ giữ chính pháp Phật trụ thế bao lâu? Chính pháp trụ dài ngắn, tất đàn có mấy loại, kiến chấp có bao nhiêu? Vì sao lập luận tạng? Cho đến các tỳ kheo, hết thảy các Phật tử độc giác và thanh văn, làm sao chuyển các thức, làm sao được vô tướng, làm sao được vô nguyện, làm sao được xuất thế, lại vì nhân duyên gì? Tầm ở trong bảy địa, tăng già có mấy loại? Sao gọi là phá tăng, làm sao vì chúng sinh giọng nói phương cứu liệu? Cớ gì Đại Mâu Ni nói lên lời như vậy? Ca Diếp Câu Ni Tôn, Câu Na Hàm là ta, cớ gì nói đoạn thường và nói ngã vô ngã? Sao không nói thường, sao không thường nói thật, hết thảy do tâm tạo? Sao có rừng nam nữ, Ha Lê Amala, Kê La Bà Luân Viên cho đến núi Kim Cương? Trong các chỗ ấy có vô lượng báu trang nghiêm, tiên nhân Cản Thất Bà, tất cả đều su mãn. Đấy do nhân duyên gì? Xin Phật vì con nói. Nghe những lời hỏi về pháp môn tối thượng, pháp môn đại thừa tâm Phật vi diệu ấy, Đức Thế Tôn liền bảo: Hài thầy Đại Huệ, hãy lắng nghe, lắng nghe. Như chỗ ông hỏi ta sẽ lần lượt nói. Và ngài nói kệ tụng: Sinh cùng với không sinh, Niết Bàn và vô tướng, lưu chuyển vô tự tính, Ba La Mật Phật tử, thành văn Bích Chi Phật ngoại đạo, hạnh vô sắc tu di cùng biển núi, Cù Lao các cõi đất, Tinh Tú và Nhật Nguyệt chúng trời, A Tu La giải thoát và thần thông thiền định, và xem muôn diệt và các thần túc sinh, Bồ Đề phần bát chính thiền cùng vô lượng tâm các uẩn cùng đến, đi cho đến diệt tận định. Tâm sinh khởi nói năng, tâm ý thức vô ngã, năm pháp ba tự tính, phân biệt, bị phân biệt, hai loại kiến năng sở, cội nguồn của các thừa, vàng mani chân châu, dòng họ lớn xiển đè, nước hỗn loạn, một Phật, trí, trí chướng, đắc hướng, chúng sinh có cùng không, voi ngựa thú nhân gì, vì sao bị bắt giữ, vì sao nhân thí dụ, tương ưng thành tất đàn, sở tác và năng tác. Núi rừng và mê hoặc, lý chân thật như thị, duy tâm không cảnh giới, các địa không thứ lớp, không tướng chuyển sở y, y phương và các nghệ thuật, kỹ thuật cùng văn huynh, tu di và núi đất, biển trời trăng bao lớn, chúng sinh thượng trung hạ, mỗi thân bao vi trần, mỗi cung có mấy trĩu lô xá, câu lô xá mấy cung, nửa do tuần, lông thỏ và bụi cửa, mỗi thân bao nhiêu trần, bao vi trần, giận, lông dê, bột mạch, nửa đấu và một đống gồm bao nhiêu hạt lúa, một học và mười học, mười vạn và thiên ức, cho đến tầm bà la, mười triệu, mỗi món số bao nhiêu, mấy trần thành giới tử, mấy giới tử thành thảo tử, lại có mấy thảo tử mới thành một hạt đậu,
mấy hạt đậu thành thù, mấy thù là một lượng, mấy lượng thành một cân, mấy cân thành tu di. Đấy những điều nên hỏi. Vì sao hỏi chuyện khác? Thành văn bích chi Phật, các Phật và Bồ Tát, số lượng thân bao nhiêu? Mỗi thân mấy vi trần? Lửa gió có mấy trần? Lửa gió có mấy trần? Mỗi căn có mấy trần? Lông mày, lỗ, chân lông, mấy trần thành mỗi thứ, các sự việc như thế. Sao không đem hỏi ta vì sao được giàu có? Sao là chuyển luân vương? Làm sao vua giữ nước? Làm sao được giải thoát? Thế nào là trường hàng, dâm dục và ăn uống? Thế nào rừng nam nữ, các núi kim cương sơn, như huyễn mộng ảo ảnh, mây do từ đâu sinh? Thời tiết làm sao có, nhân gì có mùi vị, nam nữ và bất nam, Phật Bồ Tát trang nghiêm? Sao có các núi đẹp, tiên càn thác trang hoàng, giải thoát đến chỗ nào, ai bị trói ai mở? Sao là cảnh giới thiền, biến hóa và ngoại đạo? Sao là vô nhân tác? Sao là hữu nhân tác? Sao là chuyển các kiến? Sao là khởi suy lượng? Làm sao sạch suy lượng? Hoạt động từ đâu sinh? Sao gọi là chuyển khứ? Sao là dứt các điểm, dứt các tưởng? Sao là sinh tam muội, phá ba cõi là ai? Chỗ nào thân ra sao? Sao gọi là không ngã? Sao là theo tục nói? Ông hỏi tướng ra sao? Sao gọi là phi ngã? Sao gọi là thai tạo? Cùng các chi phần khác. Sao là thấy đoạn thường? Sao là tâm một cảnh? Sao là trí ngôn thuyết? Giữa dòng họ Phật tử lý luận và giải thích. Sao là thầy đệ tử? Tính chúng sinh sai khác, ăn uống và hư không, thông minh ma giả lập, vì sao hàng cây bày? Các câu hỏi như thế, nhân gì hết thảy nước, các loại tướng không đồng, có cõi hình ống tiêu, chống eo cùng hoa quả, có chỗ không ánh sáng, tiên nhân khổ hạnh lâu, hoặc có dòng họ quý, khiến chúng sinh tôn trọng, hoặc có kẻ hạ tiện, bị người khác khinh khi, vì sao trong cõi dục, tu hành khó thành Phật, ở cõi sắc cứu cánh, mới thành đẳng chính giác, vì sao người thế gian lại có được thần thông? Sao gọi là tỳ kheo? Sao gọi là tăng già? Sao là hóa báo Phật? Phật trí tuệ chân như, làm sao khiến tâm mình an trú trong bảy địa? Nghĩa này và các nghĩa ông nay đều hỏi ta, như Phật trước đã nói đủ 108 câu, mỗi mỗi tướng tương ưng, xa lìa các lỗi chấp Như Lai, lại lìa pháp thế tục, do ngôn ngữ mà thành. Ta nay vì ông nói, Phật tử khá lắng nghe. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao là 108 câu? Phật dạy: Này Đại Huệ, cái gọi là sinh cú, mệnh đề về sinh, phi sinh, thường phi thường, tướng phi tướng, chú dị phi chú dị, sát na phi sát na, tự tính phi tự tính, không phi không, đoạn phi đoạn, tâm phi ti, tâm phi tâm, trung phi trung, duyên phi duyên, nhân phi nhân, phiền não phi phiền não, ái phi ái, phương tiện phi phương tiện, thiện xảo phi thiện xảo, thanh tịnh phi thanh tịnh, tương ưng phi tương ưng, thí dụ phi thí dụ, đệ tử phi đệ tử, sư phi sư, chủng tính phi chủng tính, tam thừa phi tam thừa, vô ảnh tượng phi vô ảnh tượng, nguyện phi nguyện, tam luận phi tam luận, tiêu tướng phi tiêu tướng, phi hữu phi hữu, vô phi vô, câu phi câu, tự chứng thánh trí phi tự chứng thánh trí, hiện pháp lạc phi hiện pháp lạc, sát phi sát, trần phi trần, nước phi nước, cung phi cung, dòng giống lớn phi dòng giống lớn, xú lậu phi xú lậu, thần thông phi thần thông, hư không phi hư không, mây phi mây, mỹ thuật phi mỹ thuật, kỹ thuật phi kỹ thuật, gió phi gió, đất phi đất, tâm phi tâm, giả lập phi giả lập, thể tính phi thể tính, uẩn phi uẩn, chúng sinh phi chúng sinh, giác phi giác, niết bàn phi niết bàn, hiểu biết phi hiểu biết, ngoại đạo phi ngoại đạo, hỗn loạn phi hỗn loạn, huyễn phi huyễn, mộng phi mộng, lửa phi lửa, ảnh tượng thành tượng phi ảnh tượng, vòng lửa phi vòng lửa, càn thành phi càn thành,
trời phi trời, ăn uống phi ăn uống, dâm dục phi dâm dục, thấy phi thấy, đáo bỉ ngạ phi đáo bỉ ngạ, thành phi thành, nhật nguyệt tinh tú phi nhật nguyệt tinh tú, đế phi đế, quả phi quả, diệt phi diệt, diệt khỏi phi diệt khỏi, y phương phi y phương, tướng phi tướng, chi phần phi chi phần, thiền phi thiền, mê phi mê, hiện phi hiện, hộ phi hộ, dòng họ phi dòng họ, tiên phi tiên, vua phi vua, nhiếp thọ phi nhiếp thọ, quý phi quý, ký ức phi ký ức, nhất xiển đề phi nhất xiển đề, nữ nam bất nam phi nữ, nam bất nam, mùi vị phi mùi vị, tác phi tác, thân phi thân, suy lượng phi suy lượng, động phi động, căn phi căn, hữu vi phi hữu vi, nhân quả phi nhân quả, sắc cứu cánh phi sắc cứu cánh, thời tiết phi thời tiết, cây dây phi cây dây, sự vật phi sự vật, diễn thuyết phi diễn thuyết, quyết định phi quyết định, luật tạng phi luật tạng, tỳ kheo phi tỳ kheo, chủ trì phi chủ trì, văn tự phi văn tự. Này đại huệ, 108 nghĩa này đều là những gì Phật quá khứ đã nói. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thứ có mấy thứ sinh trú diệt? Phật dạy.